Là tên gì con? Sinh năm mấy? 91. Ở Huy Khiêm hả? Hôm nay là siêu âm khảo sát dị tật quý 2 siêu âm 4D tầm soát chi tiết từ A đến Z. Để siêu âm một cái thai quý 2. Nó che thấy. Đây một tay ra này ha. Đây tim thai. Đầu tiên mình thấy cái tim thai mình khảo sát cái tim thai trước cho các bạn biết thế này. Chắc là cháu xoay ra thì mình khảo sát. Cái tim thai á, mình hướng dẫn cho các bạn về về tầm soát cái gì tật tim thai chút. Đây là mặt cắt 4 buồng. Mặt cắt 4 buồng. Thì mình thấy động mạch chủ bên trái cột sống nằm phía bên trái, nằm phía bên nhĩ trái này. Đây là vách liên thất này. Vách liên thất thì mình sẽ làm một cái đường ngang từ nơi cột sống mà qua bên này, qua đối diện bên kia, và mình từ mõm từ vách liên thất mình kéo dọc vách liên thất thì mình thấy nó sẽ tạo một cái góc, đây gọi là góc 45 độ. Mõm tim lệch bên trái một góc 45 độ là đây là cái góc này là bình thường. Nếu mà cái mõm này nó cái góc này nó lệch quá mức về bên trái quá mức thì có chừng nó là có từ chứng pha lô, khi đó mình tầm soát thêm các cái bất thường khác. Hoặc nếu mà cái góc này nó hẹp quá, nó hẹp qua đây thì có chừng nó có cái TCA, tức là chuyển vị đại động mạch, thì trên cái vách liên thất này là bình thường. Và trên máy mình có cái chức năng cuộn hình mình kiểm tra lại thì mình thấy này, cái vách liên thất như vậy là bình thường, không có bị thông liên phần màng hay phần cơ. Và đây có điểm, đây là gọi là điểm then chốt, điểm cross, thì đây là bình thường, nhĩ trái và nhĩ phải bình thường. Và cái van bầu dục nó mở qua bên trái, bên nhĩ trái, thì đây là cái bình thường, đây van bầu dục đây các bạn. Đó. Như vậy trên mặt cắt 4 buồng này là bình thường. Rồi một cái quan sát cần thiết là mình xem cái 4 buồng tím, buồng thắt trái đây và buồng thắt phải đây, nó bình thường, nó tương đối. Còn nếu mà bên nào nó to, nó lệch quá mức thì coi chừng có nó hẹp động mạch phổi hoặc động mạch chủ tương ứng. Thì khi đó mình sẽ khảo sát thêm các mặt cắt khác. Đây. Thì mình coi lại cái tim. Đây tim thai. Mọng tim là trái này, bên trái về cột sống. Rồi mình kéo lên dạ dày bên trái cột sống, động mạch chủ bên trái. Thì đây là situs solitus, nghĩa là gì? Tim thai bình thường, tần suất dị tật rất là thấp. Rồi mình xem được đấy là cái van ba lá đây các bạn, còn đây là van hai lá. Cái van hai lá thì rồi, mình cắt mặt cắt lên một chút nữa. Mình cắt lên xíu nữa. Thì mình thấy đây là mặt cắt ba mạch máu khí quản. Đây động mạch phổi to hơn động mạch chủ một chút. Động mạch phổi, động mạch chủ và tĩnh mạch chủ trên. Thì nó có hình chữ V như thế này. Và cái đốp lơ nó đi cùng màu. Thì đây là bình thường. Thì đây là không có chuyển vị đại động mạch. Động mạch phổi chủ và tĩnh mạch chủ trên, không có chuyển vị đại động mạch, không có thông liên thất phần màng cũng như phần cơ. Đây là tim, mình phóng to lên một chút mình sẽ thấy như vậy. Tim thai vậy bình thường ha. Rồi mình xoay đầu dò để mình coi.
Nhịp tim nhảy là bình thường hay không? Mình đo nhịp tim. Nhịp tim 142 lần trên phút là bình thường. Trên 180 lần trên phút hoặc dưới 110 lần trên phút là thường là có bất thường. Và nhịp tim không đều là bất thường. Đây, như vậy không có chuyện vì đại động mạch, không có tự chứng pha lô, không có cân nhị thất. Vì nếu cân nhị thất thì là giữa này này, nó mất cái điểm then chốt này. Và khi mình, nếu mình phổ màu vô thì nó giữa này là có một cái màu nó lấp đầy khoảng trọng này. Như vậy tim này được đánh giá bình thường. Đây, một phổ chủ tĩnh mạch chủ trên. Ngoài ra còn các mạch cắt, bùng tổng thất trái, bùng tổng thất phải. Nhưng mà thôi mình thấy giờ là tương đối rồi ha, hôm nay. Rồi mình xem cái phổi xung quanh của tim bình thường. Phổi không có gì dạng nào chuyển phổi, phổi đây. Phổi đây các bạn là bình thường. Và tim không có tràn dịch màng tim. Như vậy tim của cháu bình thường hay không? Rồi, đây. Đây là cái bùng của thai nhi mình cắt mạch, mạch cắt bùng cao đó. Thì mình thấy đây dạ dày, dạ dày không có gì tật bất thường về dạ dày. Vì dạ dày nó có cái gì tật thường gặp là duodenal atresia, tức là hẹp tả tràng. Cháu này không bị. Hình ảnh hẹp tả tràng thì nó có hình ảnh bóng đôi, nó có thêm một lỗ đen tương tự như thế này nằm sát bên. Rồi cái lỗ đen này là động mạch chủ bùng bình thường, xung quanh là gan. Đây là tĩnh mạch chủ dưới. Và mình đo cái chu vi vòng bụng. Mình đo bờ ngoài nha các bạn, đo bờ ngoài. Con để tay xuống cả đồng máy. Rồi gặp đâu mình coi đó, mình thấy hai tay này, hai bàn tay đấy, hai bàn tay đấy có đủ tay nhé. Và không có khuèo tay. Có nhiều cháu nó bị khuèo tay hoặc nó bị thiểu tay. Nhưng cháu này bình thường ha. Đó, mình thấy hai bàn tay ha. Rồi tới hai chân, đây mình có hai chân, đây một chân nữa này, bên này chân nữa này, đây đây chân nữa đó, đây chân nữa, đủ chân và không có khuèo chân. Rồi mình xem đây, lỗ đen này là bồng đái, bồng đái thai nhi bình thường, bàng quang đó ha. Rồi mình có cột sống hai bên đấy, bình thường không có hở gì tật hở đột sống. Mình xem từ trên xuống dưới và không có gì tật hở đột sống. Vì gì tật hở đột sống á, hay gặp nhất là thoát vị màng tụy. Và mình cắt mạch cắt vân thì mình thấy đây quả thận con này, đây quả thận thai nhi nằm dọc hai bên cột sống. Đây bình thường, thận của thai nhi bình thường ấy. Đó, cột sống mình coi vậy bình thường. Rồi tới giờ mình coi sọ não. Sọ não thai nhi đây. Sọ não thấy như vậy là bình thường. Đây là đồi thị cục đen đen này, cục đen đen hai bên đây đồi thị. Đây là vách trong suốt, đây đường não giữa. Sau này đây là tiểu não bình thường, đây là bể lớn bình thường. Và mình đo cái từ BBD là đường kính lượng đỉnh từ bên mặt ngoài xương sọ này cho đến bờ trong của xương sọ bên kia. Rồi sau đó ta bấm hạt C, tức là đo chu vi vòng đầu. Cái sọ não bình thường hay có, không có gì tật về sọ. Đối với cái sọ não nó hay có gì tật tràn dịch não màng não hay thoát vị não màng não ha. Hay nó bình thường. Rồi ta coi mắt mũi. Đây này, cái tay nó che lên này, đôi cù chỏ này. Trong lúc chờ cháu xoay ra thì mình coi cái đây, nó che tay này ha. Mình coi được ổi rất là tốt đấy con. Ổi tốt này ha. Ai chờ con đi. Được ổi rất tốt, nhau bảo mặt sau rất tốt con.
nó che tay, để mình che tay, che hai tay rồi. Tựa này mặt đẹp lắm nghe con. Hai tay che kìa. Mặt đẹp nó chưa xoay ra được không? Tay này. Không có sứt môi ấy con, đây cái môi trên này, đây là mũi này, có sưng mũi này, môi trên này không có sứt môi, à, mũi được, nó che tay miệng chứ không mình chụp 4D đẹp lắm con, đó là bàn tay đó ha, nó che, cho bà già nó thấy, đây này. Che miệng. Mặt đẹp mà che miệng. Chụp nó bỏ ra giờ. Chân nó cũng khẹp này ha. Nhưng mình cũng con hó mềm mềm đi con hó mềm mềm cho này dạng. Mặt đẹp cũng không có sức môi, mắt đồ bình thường. Đây con này, mặt dạo này này nó xoay ra đẹp hơn ha. Đó. Mặt này giống bộ ngay con. Thấy được không? Cái cổ không gọi dây rụng quẩn cổ ngay con. Đó. Ngoài chưa? Chào đây mình thấy rồi mới dòng bộ này. Biết chưa, chắc biết rồi chứ hả, được đấy, biết chưa con? Dạ chưa, chưa luôn à? Giờ không trai nữa. Cho nó dạng dạng chân đi, sao cái bộ tròn lắm gái. Siêu to khổng lồ. Mắt đó các, mắt có đồng tử đó, mắt cả chỗ nên là đồng tử bình thường nhé. Có lỗ đen đen ở giữa đồng tử.
nó mềm mềm đi. Rồi bây giờ mình coi bệnh nhau, nhau bạn mạch sau không có nhau tiền đạo. Đây cái mẹp dưới bệnh nhau đây, đây là bệnh nhau này ha, nhau bạn mạch sau trưởng thành đồ không nghe các bạn. Và nó cách xa cổ trong cổ tử cung đây này, cách một đoạn, đây không có nhau tiền đạo. Rồi nước ối tốt, mọi thứ mình có đi coi lại đều bình thường. Đây có sưng mũi đây các bạn, sưng mũi đây bình thường ha, sưng mũi đường trắng trắng này này, có hai mắt, có đồng tử bình thường, tim thai bình thường. Rồi cậu này dùng bộ nhé. Và bây giờ cái thai này thì mình khảo sát rất kỹ thì không thấy gì tật gì ở quý 2. Và mình bấm kết quả xem thì là thai được 24 tuần 3 ngày. Mình quên đo cái FNL là cái chiều dài xương đùi để mà tính cân nặng. Thế nên bây giờ mình đo tiếp cái chiều dài xương đùi. Chiều dài xương đùi đây các bạn, cái xương đùi đây. Mình đo FNL nhé. Thì thai này được 24 tuần 1 ngày. Dự sinh ngày 25 tháng 4 năm 2022 và cân nặng 642 g, thai hoàn toàn bình thường. Đây là cái hướng dẫn tầm soát dị tật về siêu âm ở quý 2, siêu âm thai 4 chiều chi tiết và hướng dẫn cho các bạn từ A đến Z để khảo sát một cái thai quý 2, đặc biệt là tầm soát dị tật tim thai. Thì các bạn đừng quên bấm vào cái nút đăng ký chữ đỏ đỏ cho bác Điền. Cảm ơn nha.